Là một trong những mẫu laptop đầu tiên tại thị trường Việt Nam cũng như là trên thế giới sử dụng bộ vi xử lý và con chip đó là AMD Ryzen AI9 HX370, nhắm đến đối tượng người dùng là các anh em game thủ này cũng như là các bạn sáng tạo nội dung cần một chiếc laptop mạnh mẽ với hiệu năng và nhỏ gọn và thiết kế. Đó chính là chiếc laptop đến từ nhà MSI Gaming Steel A16 AI Plus. Máy đầu tiên cũng như là từ trước đến bây giờ của dòng Steel sử dụng của chip đó là AMD. Và để phân biệt giữa dòng Intel và AMD trên cái dòng máy Steel này thì nó sẽ khác nhau ở cái tên. Ở Intel thì chúng ta sẽ là 16, còn ở AMD thêm chữ A đó là A16. Về phần ngoại hình thiết kế thì hầm hố và sang trọng bởi màu đen tuyền đến từ nhà MSI cùng với đó là logo MSI. Và ngoài ra thì chưa hết đâu, ở trên cạnh viền của chiếc laptop này còn có luôn dòng chữ Steel rất là đẹp mắt. Còn về phần cổng kết nối thì bên mặt phải của chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A và một cổng RJ45. Mọi người kẻo nhầm là cổng USB Type-A và cắm vào nó sẽ hư jack cắm ở đây nhá. Và cùng với đó là một cổng Type-C và một cổng jack out 3.5. Còn bên cạnh trái của chiếc laptop này chúng ta sẽ được trang bị đó là một cổng LAN và cùng với đó là một cổng HDMI và một cổng USB Type-A. Còn về phần màn hình của chiếc laptop này được trang bị đó là một tấm mini LED cùng với đó là 100% DCI-P3 ở độ phủ màu và độ sáng cực kỳ cao lên tới 1000 nit, tha hồ cho các anh em sáng tạo nội dung cũng như là các anh em game thủ có thể chơi ngoài trời luôn. Cùng với đó là độ phân giải UHD+. Về thời lượng pin ở chiếc laptop này thì chiếc laptop sở hữu về tối ưu hóa điện năng cực kỳ tốt nhờ bộ vi xử lý đó là AMD Ryzen AI9 300 series, cùng với đó là dung lượng pin cực kỳ khủng lên tới 99.9 Wh. Và ở trong phần mềm MSI Center thì một user scenario thì có thể chọn chế độ đó là Intergraphics Only để chỉ sử dụng eGPU tích hợp để tối ưu lượng pin sử dụng. Khi mà chúng ta sử dụng eGPU Radeon 890M thì nó sẽ rất là mạnh mẽ, vẫn đủ mạnh để chơi tốt mọi tựa game online phổ biến hiện nay và thậm chí là những tựa game AAA ở mức thiết lập đồ họa thấp. Còn về cấu hình cũng như là hiệu năng của chiếc laptop này thì được trang bị một con chip AMD Ryzen AI9 HX370 cùng với đó là card đồ họa RTX 4070 hỗ trợ AI cực kỳ tốt. Và bây giờ Minh Phong sẽ test game cho anh em thấy luôn nhé. Và nhiệt độ khi chơi game thì Minh Phong thấy đâu đó khoảng 75 cho tới là 85 độ C. Và có thể giảm nhiệt độ này bằng cách là kích hoạt chế độ Cooler Boost, nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ nghe âm thanh từ quạt rất là mạnh. Về phần hệ thống tản nhiệt của chiếc laptop này thì được trang bị hệ thống đó là Cooler Boost 5 với 2 quạt và 5 ống đồng giúp cho chiếc laptop của chúng ta luôn giữ một nhiệt độ ổn định khi chơi game hoặc là làm việc quá mức. Và ngoài ra thì nó sẽ giảm đi cái tình trạng tiêu tốn điện năng ở chiếc laptop này. Và là một chiếc laptop dành cho các anh em sáng tạo nội dung cũng như là thiết kế đồ họa cho nên là nội dung của mình phải được bảo mật tốt. Và chiếc laptop này còn được trang bị đó là bảo mật sinh trắc học có đầu đọc vân tay và webcam nhận diện gương mặt hỗ trợ Smart Google trong Windows. Và vừa rồi là tất tần tật những thông tin đặc biệt đến từ chiếc laptop của nhà MSI Steel A16 AI Plus này. Và nếu anh em thấy thích video thì hãy đừng quên để lại một like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất đến từ Hicom nhé.